Sau đây tôi xin giới thiệu với thầy cô cách làm câu hỏi dạng Word Cloud. Đầu tiên, nhập một câu hỏi bất kỳ. Ví dụ sau một buổi dạy, thầy cô có thể nhập câu hỏi đó là em nêu cảm nghĩ sau buổi học. Word Cloud là chức năng nhập một từ hoặc là nhiều từ, chứ không phải là một đoạn văn. Rồi dùng cái chức năng khác. Rồi, cho to lên cho nhìn rõ. Sau đó chúng ta vào chức năng của Classpoint, bấm vào nút Word Cloud. Cài đặt chức năng của cái câu hỏi này thì ở phần bên phải có nút ô vuông thứ nhất, đó là limit number of submission. Đây là giới hạn số từ cho học sinh nhập vào. Ví dụ ở đây là từ 1 đến 5. Ví dụ thầy cô chọn 1 thì học sinh chỉ được nhập 1 từ thôi. Chọn 2 thì học sinh được nhập 2 từ một lần khi học sinh truy cập vào lớp. Start question with slide, tức là nếu tích chọn vào đây thì slide sẽ tự động mở ra cái Word Cloud này khi trình chiếu slide. Còn nếu không tích chọn thì thầy cô phải bấm vào nút thì nó mới chạy. Ví dụ như tôi trình chiếu như này, khi không tích chọn thì nó sẽ hiện lên trang trình chiếu. Và muốn khởi động chạy chương trình thì phải bấm vào nút Word Cloud này. Khi mà chúng ta trỏ chuột vào dạng bàn tay thì bấm vào như này, kích chuột trái bấm thì nó mới chạy. Và nó sẽ hiện lên cửa sổ giao diện chạy như này. Nhưng mà nếu mà hiện lên cửa sổ như này thì học sinh sẽ nhìn thấy kết quả. Nên học sinh đang sẽ nên để ẩn đi, tự động ẩn. Hoặc là chúng ta có thể bấm vào nút đối trừ để ẩn đi. Thì chúng ta có thể cắt đi cái Word Cloud thì chúng ta đang chạy, cắt đi. Được chưa? Nếu chúng ta không chọn cái Start Question này thì vừa rồi là không chọn, bây giờ chọn lại, chúng ta tích chọn vào đây thì nó sẽ khác như thế nào. Khi thầy cô bấm vào trình chiếu thì nó sẽ tự động chạy, nó không cần bấm vào nút chọn Word Cloud, nó tự động chạy luôn. Ô vuông thứ hai là tự động thu nhỏ cái cửa sổ kết quả. Nếu thầy cô tích chọn vào đây, nó sẽ tự động thu nhỏ lại mà không cần bấm vào nút dấu trừ như vừa nãy. Còn nếu chúng ta không tích chọn thì nó sẽ mở ra cái cửa sổ kết quả này. Ô vuông thứ 3 trong chức năng Play Option này là thời gian cài đặt cho học sinh nhập kết quả vào. Đây là 30 giây, 1 phút, vân vân. Cái câu hỏi dạng Word Cloud này dùng khi nào? Khi mà thầy cô cho một câu hỏi cần kết quả thì nó sẽ hiện lên các kết quả của học sinh. Ví dụ đây, tôi có một câu hỏi như đây: nêu cảm nhận của buổi học. Thì sau khi trình chiếu kết thúc thời gian, giả sử đây kết thúc thời gian tôi bấm lại lâu thì nó sẽ hiện lên những cái chức năng trong cái cửa sổ kết quả là gì. Thứ nhất là save for review, đó là lưu giữ lại cái kết quả mà thầy cô nhận được thì bấm vào đây. Và sau khi save xong thì nó sẽ hiện lên màu xanh ra lá cây như này. Thì thầy cô có thể bấm chạm vào để hiện lại kết quả của học sinh. Thì khi có kết quả của học sinh thì trên cái cửa sổ kết quả này nó có hai nút. Thứ nhất là highlight top answer, thì đây chính là cái kết quả mà nhiều học sinh chọn nhất khi nhập vào. Ví dụ như là thầy cô có một câu hỏi cần đáp án, nếu rất nhiều học sinh chọn một đáp án nhập vào thì nó sẽ hiện lên trên cái bảng này như này. sẽ hiện lên cao nhất. Và khi thầy cô chọn chuột vào thì nó sẽ hiện là số lượng học sinh nhập kết quả, và kích chuột trái vào thì nó sẽ hiện lên tên của học sinh. Nếu thầy cô cài đặt tên học sinh hiện lên. Đấy là cái kết quả vì thầy cô làm việc với Word Cloud. Và cái chức năng Insertion as Slide là chèn vào PowerPoint một slide cái trang kết quả này. Khi thầy cô bấm chọn vào đây thì nó sẽ hiện lên một slide như thế này. Và một điều thú vị của Word Cloud là khi thầy cô lưu giữ lại với một trang slide thì nó dưới phần note sẽ hiện lên kết quả của học sinh như này. Thầy cô có thể dễ dàng copy đi ra ngoài Word kết quả của học sinh và học tên học sinh luôn. Đó là cái điều rất hay của Word Cloud. Chúc thầy cô tạo câu hỏi Word Cloud thành công, sử dụng hiệu quả trong quá trình giảng dạy. Chúc thầy cô thành công.